cá đớp. Xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay Thắng phải nghỉ một ngày. Đấy. Nghỉ một ngày để làm gì? Để đi tìm cái nguồn cá để phục vụ cho nhà hàng. Có nghĩa là các bác biết rằng là Thắng đang làm ao rồi, bây giờ thì cũng phải mua cá về xong cái nhà hàng cái là phải thả cá ngay đó để phục vụ cho cái nhà hàng của mình. Và loài cá ở đây người ta gọi là cá bỗng ấy, nổi tiếng của Hà Giang, một loại đặc sản mà người dân nhiều lúc vẫn cứ trêu gọi là cá thần, giống một loài cá thần ở một nơi nào đó người ta đang giống, thấy giống nhau thôi nhá. Đấy, không khẳng định là cùng một giống cá. Đấy, đi tìm xem là ở trong này nó có, thấy giới thiệu là trong này có một khu vực mà họ đã nuôi rất nhiều năm rồi. Đó. Trơn đấy, cẩn thận đấy, không để xuống đi bộ. Từ ngồi đi. Hả? Ngồi thoải mái. Đây hồ đây à? Ai da, hồ to đấy. Ui dồi, trượt quá. Đảm bảo. Ây, ây da, hồ bự nha. Ở đây họ đang vét cá này. Cá bự nha. Tạt ao. Ôi, vừa tầm cạn. Chào các chị nhá. Thả hết đi giả, cá to bắt hết giả. Cá gì đấy? Chê à? Ui ôi, chấm bên đây. Ao phải đổi à? Ôi con này tự đấy nhỉ? Bắt hết cá to rồi đâu nữa. Ủ đây này, loại này mới chuẩn này, cho vịt ăn nhỉ? Đây vịt đang nhặt đây. Ui ôi, tép nhiều thế. Ui dòng đông cân cấn này, đầy này. Tài ơi, mày ấy có đeo dép không? Mày nhặt ít cái cá này tí nấu canh đắng đi đấy ơi. Khánh ơi, mình xem có cái ấy đâu, nhặt cái này nấu canh đắng đi, con cá này này. Nhặt cái con đồng đông này thôi. Con mắt đỏ thôi. Con này là thuốc. Đấy, tôm to đấy. Tài ơi, Tài, đâu rồi? Ôi, tôm này, tôm nó dạt hết vào đây rồi này. Ao này lâu rồi chưa tháo hả chị? Từ đầu mới nhặt cái con mắt đỏ này cho anh. Tìm hết cái con mắt đỏ đâu nhỉ? Đây này, con này này, loại này nhá. Bắt con này. Đấy mới là canh đắng này. Đúng rồi. Đấy. Túi đâu? Túi đang đi lấy. Nó cứ nhảy vào chân ấy. Kia kìa, trên kia. Nhặt hết vào. Bỗng bắt đâu hết rồi? Cho phải lúc áo bên kia là nó gần chết, nó ngập. Thế à? Hôm nào anh ấy vào còn gì đấy. Em mà không biết vào đây, cái chị nó bắt rồi. Nước cạn nó ngập hết rồi. Tài phải bỏ dép ra, bắt cá đi đèo dép đấy. Thì kia kìa, nó kia kìa. Đây. Có con chép to cái bình thả chị lượng nhá, để về hết. Ăn con nào thì chọn đi. Đây, chọn đi, tôi bắt rồi.
Con này chết rồi chị. Con này chết bị mắc cá. Ăn con gì đi, con chết bán đi. Không biết được đâu. Thả hết rồi còn mấy con gì. Bỗng thả hết ra rồi ạ. Bỗng con to nhất mấy cân nhỉ? Chị. Dạ. Nằm con mè đi. Nằm vào túi đi. Này con cả cá chấm nữa cơ mà. Cắt mấy con cá chấm rồi này. Em bắt con cá chép rồi. Không thể nhốt được. Em thích ăn họ luộc kia thôi. Ngọn cá gì không, không máu gì. Tất cả chấm cả mè. Cá mè vào đây hết. Ôi cá chùi to thế. Con gỏi con mè này chứ bắt đầu về ăn con mè là cái chắc rồi. Mè này quên ghế dọc mồm. Con này bé nhất đấy, này đây con này bé nhất, con to lắm. Mè này nấu ấy không ngon, nấu lá chua không ngon. Ôi kìa đó. Tôi làm gì đây? Ui trời con chua Ấn Độ. Nhất to thả ra đi. Con chết vào cái kính này. Chua Ấn Độ ngon thế. Đâu, chua đâu? Bắt con nào? Bắt con nào sai? Cá chấm à? Chưa mình ăn đâu. Nhà chị này á? Mà chị. À. Ao nhà chị à? Bắt tiếp con trôi lên đi. Bắt con trôi lên. Trôi bự ấy. Con to nhất đúng không ấy? Đấy. Con đấy mới ngon. Trôi đỏ. Con trôi kia trôi gầy trôi trắng. Trôi gì gan. Trôi này trôi ăn đất. Làm con chấm nữa. Ăn con chấm nữa. Chấm ở đây chua. Con chấm ở đây có. Chấm đây có thả đi. Rồi, mang lên. Con mè này. Con trên kia. Con này tí ấy xong rồi khật ra nướng cả con. Con nọ mồm con 11 cân. 11 cân á? 11, 12 cân, hơn 1 mét. Hơn 1 mét. Nó cũng không to mấy đâu mày, nó dài. Cái loại nuôi thì nó không dài như này đâu, ngắn cá lắm. Sao con này đỏ thế nhỉ? Con này chắc là khoảng 6 cân. Con phải dơ cao lên cho nó vĩ đại. Không, dơ kiểu cá đấy. Ừ. Đây chưa giống cá lắm. Có phải mồm phải hôn cá cơ. Mồm phải hôn cá này. Hôn cá đấy. Rồi. Tại phải tay. Con chê vào đây. Con chê kìa. Chứ nó đi xuống dưới này đấy con đi. Còn sống không? Sống à? Đây à, đâu chết lắm con này. Ôi, trời lắm. Ôi, trời lắm. Nhà anh chị này ở đây mảnh đất quá đẹp nhỉ? Vâng. Thấy. Được đấy. Bộ dâu của nó. Ừ. Đâu. Nó ao vợ em đang xem kìa anh xem. Đâu. À. Đây ngôi nhà của anh chị ở đây. À. Hàng cau này. Mặt trước này là một ao. Đấy, đẹp không? Bên này ao cá bỗng. Hai ao này. Này. Nước về nguồn thoải mái. Con to nhất bỗng ở đây mấy cân em? À. Nước về sướng nhỉ? Rừng cây cái này cũng của nhà bác ấy luôn sao ấy? À. Kia là nó động cá hay là nước về chỗ đấy nhỉ? Ồ. Ờ. Bỗng lượn này. Ủa loại này lâu năm rồi đấy. Ừ. Lâu năm đấy. Nhà anh chị này không phải chỗ này khu này phải đến 10 hát ấy nhỉ bác nhỉ? Đến không? Đến 10 hát không Khánh khu này? Hơn đấy.
Hả? Hơn 10 hát mà. Khắp cả cái khu vực này à? Tất cả rừng đây là của bác ấy hết à? Nuôi cả hươu nai á? À? À. Có đi biết là Hà Giang mình có những cái vùng đẹp thật. Khánh, mình thử ném ít cỏ xuống xem là nó có đớp không? Nhìn thấy không? Đây này, cây ấy, bộ binh này nó chơi hết mà. Ừ. Không, cây kia kìa. Không, cây hoa trắng trắng ấy. Ném đây phát là nó ủi ở đấy. To nhờ. Đưa vào. Ôi, đến luôn. Ừ. Săn bắt luôn. Úi dồi, này, này, này. Ui, to lắm. Úi dồi. Ừ. Bự nhờ. Ôi, đi về chế biến đi cho các bác cái gì kìa. Tài về hộ làm đi kìa. Hai ngón tay rửa rửa qua đi. Ừ? Con vầy đấy. Con này tí nấu canh đắng với lá đu đủ rồi. Chuẩn lắm. Đây, à, đây, đây bác đây đây. Thế kia tách nước thì có khi để anh làm cho. Tôi đấy anh làm chuẩn lắm. Tài cái gỏi để bác ấy làm cho bọn em làm cá ấy này. Ăn đi, chê này, cá chấm này này. Mổ lấy cái lòng nấu canh đắng cùng cái này. Vắt ở đây nhiều. Nhưng phải nuôi dê thì nó mới đỡ. Lấy nước vào đấy không anh? Lấy nước ra ngoài này này. Con dao của bác tuyệt vời đấy nhỉ. 500.000 500.000 thừa con dao nó bảo hành cơ mà. Thế à? Bảo hành dùng đến sống dao cơ mà. À. Gạ mái nó mới xuống cho 50.000. Thế à? Bán 550 là 550. Hả? Có gì đâu. Cá chấm. À cá cá mẹ. Lấy giấy về để lót đi Thái. Con thả kia nó mới to. Mẹ con, nhưng mà mấy con kia nó lại có trứng. Thế à? Đấy, sợ ăn không hết. À. Mười mấy cân. Con này có cân mấy cân nhỉ? Đấy nhỉ? Cái này nhỉ? Lấy con bé thôi, con này chắc 7 8 cân nó. Anh bảo là mọi người có thích ăn cỏ nhiều không á? Không nát luôn ông. Lòng canh đắng. Bỏ cái mỡ kia đi. Đừng lấy cái mỡ đấy, không ngon đâu. Tí nhặt bỏ hết, bỏ bớt đi, bỏ hết cái mỡ đi. Chắc khoảng lấy một mảng nhỏ thôi anh. Ừ. Gỏi thì 2-3 đĩa, không ăn nhiều. Ừ, gỏi làm khoảng 3 đĩa đi nhỉ. À. Làm chín lá chua lọc xong anh lấy lá chua rồi tầm 3 mâm đi thoải mái. Cá chép này làm món gì này? À. Chê cái anh bảo này bóp hết trơn đi xong là khứa vào xong là trộn gia vị. Chê này không hôi thế nào luôn.
vì cái nguồn nước mình sạch ấy. Vâng. Nuôi nhiều năm rồi. Con chê thì 6-7 năm. Mà giống chê nó dài nhỉ? Dài. Vừa rồi mổ con 11 cân, 10 người ăn không hết. Dạ. Thịt những thịt trâu ra giòn sứt luôn. Làm mề trắng thì mới ngon. Chuẩn đấy. Thịt đón thịt trâu. Kìa Tài ấy hộ giấy cho chú ấy. À. 60 phân, 80 phân. 80 phân đấy. À, đây chụp. Hoành tráng kìa. Hoành tráng. Cho anh mượn cái phớt mình cái phớt. Chị chín rồi đấy. Rêu cá to này đang lấy lên. Ui, anh Huỳnh quả cá trứng không ngon tí nữa. Ăn này tụt lưới. Nóng quá giật tụt lưới. Ngon tụt lưới. Nuốt lưới. Có con cá gì mà có trứng à, con cá trắng nãy phải không? Không, con này con chép chép. Chép à? Vâng. Bắt con được hết rồi. Rõ ràng thịt cá ngon của mình con mèo múc canh được đấy. Con này em chấm chấm đây là cái trộn nước chấm đây à anh? Cái đấy là tí trộn vào cá luôn ạ. Nộm cá, gỏi cá. Cái này phải chanh nheo. Đây. Có muối chưa? Đây ai rồi nhá. Ờ, để anh ơi. Có chứ. Hết rồi chị ơi. Còn cái nào nữa đây? À đây. Được. Lá chua này mới chuẩn này. Măng là không khoái bằng lá chua này. Nhân nóng ấy. Nóng rồi sợ tái thịt anh. Món này mong chờ nhất đấy. Thịt sống nhé. Gọi thịt sống nhé. Đâu rồi, muốn mua đá về không? Ô, anh Hải nhanh. Trường ơi, lấy cái bát này đi múc canh. Sợ chó phải đi taxi thì tí nữa lại có người đẩy xe thôi. Thì nắng có mà lên, nhưng mà lên tận con thì dốc tiếp cũng được. Không nắng là lên được. Lên rồi. Đúng nhà của đại gia. Cơm nữa. Cho cơm nữa. Đại gia tài. Gia tài. Ở đây còn nắng bao nhiêu cũng mát nhỉ.
Đâu? Cá đâu? Nước về đây sướng nhỉ, về suốt ngày. Ui dồi. Vãi linh hồn luôn. Về đây không? Wow. Ai dạ. Cả bóng, ôi dù, con này chắc 6-7 cân đấy. Để kia, ôi dồi. Ôi dồi. Chỗ này cao hàng tấn như nhỉ. Ôi dồi, cả bóng. Quãi sắn nạo xuống. Lạc này. Ôi dồi. thả đây. Nguyên cá này, chỗ này mà hớt lên chắc chỉ có cá. Chỉ rẽ cá ra mới múc được nước. Toàn loại khủng. Cá này là thấy nói là gần 10 năm rồi. Cá đớp chứ. Kinh nhỉ. Ao được ấy. Nguyên bỗng luôn. Được cỏ. Bỗng xanh, đây bỗng xanh, không phải bỗng hồng. Bỗng xanh hết. Bỗng hồng tí nữa mình nhìn thấy con nào má nó chườm. Úi, đấy, đấy. Bỗng hồng mình nhìn thấy con nào má nó hồng lên. Được. 4-5 cân thôi. Chưa cho chúng nó ngon đâu. Rất là ngon. Đàn này được đấy. Tung gì nữa này. Bao giờ phải lội xuống đứng nữa này, đứng ăn đớp này, nhờ. Đây tuyệt vời, đàn này là đàn cá này của bác ấy cũng nuôi nhiều năm rồi.
ăn cỏ với cả cám với cả sắn nạo với cả lạc. Nước về như này mà quanh năm ngày tháng xuống thật này, chắc là ao luôn này. Trưa nay ăn món hoa đu đủ à, lá đu đủ à. Ăn. Cá gì đấy? Hôm nay toàn món ngon nhỉ? Cái nhà sàn này là 50 cột luôn. Sợ thật. Đâu mũ bảo hiểm của anh đâu nhỉ? À, cái này là nuôi cá nheo à? Đấy. Lăng à? Lăng. À. Lăng. Nuôi cá lăng. Hai ao này cá bỗng. Hả? Trên này còn có một ao to nữa. Trên này nữa? Vâng. Mày đi chưa? Chưa. Thế nên nghe kể nó gì? Trên này còn một ao nữa à? Vâng. Bật lên đây này. Ao đấy, ao trên đấy. Nhà này hơn 30 năm rồi chưa bán cá bao giờ cơ mà. Sợ thật. Hôm nay tất thắng mới vào. Từ đây về Linh Hồ mình bao cây nhỉ? 5 cây đấy. 5 cây à? Hơn. Hả? Ui dù, cá sợ nhỉ? Đi Hà Giang và ở Hà Giang rất nhiều. Nhưng phải nói hôm nay thắng được mở mắt ra. Tôi nghĩ là cá thần ở ao của mình hay ở những cái vùng nó là ghê gớm. Nhưng hôm nay giới thiệu cá, cái con cá thần, con cá bỗng ở đây là 21 cân. Các bác có tin được không? Biết nó to đến mức độ nào. Đấy, toàn cảnh cái khu vực này đây, nuôi cá và trồng sen này, đấy, cổng ra này, đi. 30 ha, không tin nổi. Khánh nhở, mảnh này là 30 ha nhở, đây, trồng sen, trồng xiếc ngoài, tất đây à, trồng keo, trồng kiếc đây à, ờ. Tổng thể vào trong khu này. Đường bê tông vào tận nơi. Bác ấy làm đường. Đây bên này tôi chậm hoa sen này. Đấy. Đây là đang mùa hoa sen này. Dưới này là khu vực thả cá lăng. Nhìn ra là hồ nguyên ao rồi. Hệ thống ao từ trên kia xuống dưới này là hơn 14 ao nhé. Thấy bác ấy nói. Một cái ao lớn trên hẳn trên sau cái nhà. Đúng là ở nhà nhất mẹ nhì con. Đi ra ngoài mới thấy mới biết. Tài nay mở mắt ra chưa? Nhìn thấy chưa? À? Chưa thấy chỗ nào nhiều ao như này. Ao kia, ao kia mà. Đấy, hệ thống ao ở bên này. Rồi là có cả hồ cho câu nữa. Hồ dưới này. Đây là hồ cho câu dưới này, bên này câu. Cá mẹ là các loại. Đây, cá này mà cái mít cái miếc này.
dưới này vẫn còn ao nhỉ. Đây là hình như là cả một cái khe ra không nhỉ, khe dài ấy nhỉ, đắp lên mười hơn 30 ha mà các bạn nhìn thấy này, kìa cá nổi cả, ui rồi, ui rồi, cá ghê nhiều, cá chiên. Đấy, cứ bảo khô cạn nhưng mà ở đây nó có khô cạn đâu. Ấy, lại dưới đây lại hồ có nữa, ao rồi. Ấy, chạy sang bên này này. Ấy, suối. Các hệ thống ao. Hai mấy ao tất cả. Ao. Chú đi đi. Cầu Nạt Riềm ấy. Trước mấy hôm chỉ đi qua ô tô, hôm nay đi bộ. Này đẹp nhỉ. Ui giời, nước ra đây mạnh thế nhỉ hôm nay. Đấy, nước về rồi. Nước đây đục thế nhỉ chú nhỉ hôm nay ấy. À, trên thang nó đục cái kiểu trắng trắng này nhỉ. Ờ. À. Ờ. À. Suối là nó như này rồi. Mọi hôm là không có nước. Hôm nay các bác nhìn thấy nước này. Nước này có vẻ đá vôi nhiều. À, các bác nhìn thấy. Cầu Nà Đềm. Đây đất cát trên thứ. Này coi như đã xong rồi nhé. Này chỉ chờ cái xi của phía bên làm đường này nữa, mở rộng đây là sẽ đổ hết đường, xong hết rồi, công trình rất là tuyệt vời. Bà con đi lại riêng cái mùa này thì không phải nghĩ nữa. Đẹp. Đấy, nước bên này về này. Đấy. Nước đây này. Trên này cũng về nhưng mà ít hơn. Hiện giờ đa phần là nước nó chảy ở bên cái dãy núi này về. Đường này là đến khoảng tháng 10 nhé là đổ hết đường. Tổng thể kiến trúc công trình đây. Tuyệt vời. Đấy. Ngon hết rồi. Chỗ này chỉ chờ nó mọc cỏ vào nữa. Đỡ bị sạt nữa, nhưng mà đa phần thì như này chắc là không sạt nữa. Bản Minh bản cho xây bờ kè hết rồi. Cẩn thận nhé. Chờ đổ tuyến đường dẫn nữa thôi. Khánh thành cầu. Đang cho làm biển ở đây. Sẽ đặt biển chỗ này. Bên này đầu cầu bên này. Chưa. Đấy, bây giờ thắng xong ở đây, thắng sang bên bản Lũa. Bản Lũa đã đổ xong cái cầu hôm qua, chiều hôm qua đổ mặt cầu, thắng lại không lên được. Nay họ làm lan can. Hello anh. Vâng. Giờ đi dễ dàng rồi nhờ. Đấy, đi ok hết.
đổ dày này cơ mà các bác, 4 dầm. Rồi thắng kết thúc video nữa nhá. Giờ lên bản đũa trao tiền nữa.